Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình về sập sại được một cái em tối này có xi tiêu, xi đậu phộng, xi gì đó xi. Này là bằng thủy tinh nha. Bằng thủy tinh rất là đẹp, không bị bởi mẻ ha. Lưỡi dao còn rất là sắc bén, hay bằng thép hay sao nó không có rỉ nè. Ron còn còn nha, còn ron nha. Mấy cái này có cái máy nào nữa. À, mấy cái cọng cục nhựa này nè, nó chưa có bung nữa nè, còn rất là mới luôn ha. Rồi ha, quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube hay cho tốt cho mình nha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.